Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Clip tiếp theo này chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu sản phẩm nữa là cuốn thư Phượng Hoàng gỗ gụ. Cuốn thư Phượng Hoàng gỗ gụ này có kích thước là dài 1m97, rộng 1m07 và độ dày là 5 phân. Thì bên cạnh những chiếc cuốn thư Phượng Hoàng này chúng tôi còn những mẫu nữa như là cuốn thư Long Hóa. Thường thường thì chúng tôi làm là cuốn thư chữ đục chữ Hán. Nhưng mà quý khách lại thích là chữ Việt thư pháp thì chúng tôi đã làm theo đơn đặt hàng của anh Tỉnh ở Hòa Bình đây. Phần giữa tôi chạm ba chữ là Đức Lưu Quang, được viết theo nét thư pháp. Bên trên là chúng tôi đục Phượng Hoàng và dưới đục rơi ngậm đồng tiền. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi ở làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Vì có rất nhiều sản phẩm thì chúng tôi không thể quay hết được. Nhưng quý vị hãy đăng ký kênh thì sẽ cập nhật được hết. Và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm nhiều mẫu sản phẩm nữa cho quý vị.